Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay, ngày 25 tháng 3 2021. Con cứ ngỡ sao Chúa bỏ con, nhưng thực ra Chúa đang đồng hành với con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại lặng thinh, nhưng thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ bỏ con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà thôi. Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay, ngày 25 tháng 3 2021. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 25 tháng 3, anh chị em biết lễ gì không? Bây giờ là bổn mạng của nhiều người mà cứ giật mình không biết ấy. Ai nhận Đức Maria làm bổn mạng giơ tay coi. Chị gì đây? Chị Phương à? Chị Hiên à? Chị Điệp à? Anh Vóc à? Cũng nhận Đức Mẹ làm bổn mạng à? Chị Phụng à? Vân vân. Thưa anh chị em, hôm nay là lễ ngày 25 tháng 3 là lễ truyền tin. Lễ truyền tin anh chị em ngắm thứ mấy mùa vui. Thứ nhất phải không ạ? Thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường. Có những người thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được lòng khiết tịnh. Cái câu cuối nhiều người hay lộn. Nhưng mà nếu mà đọc đó thì tôi nghĩ là cũng được chứ đâu sao. Đâu bắt buộc là chỉ xin một cái ơn đó, mà xin nếu mình cần cái ơn khiết tịnh thì mình xin ơn khiết tịnh chứ nhỉ? Đâu sao, xin cho được lòng yêu mến cũng được chứ. Nhưng mà cái chính là lòng khiêm nhường. Tại vì Đức Maria nói rằng tôi là tôi tớ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Là tôi tớ, mặc dù đón nhận Chúa Giêsu làm con ở trong bụng của mình, sinh ra Chúa Giêsu là mẹ Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì sinh ra Chúa Giêsu không phải là mẹ Thiên Chúa, là mẹ ai cả. Ông là ông vua mà người mẹ mà sinh ra ông vua thì là mẹ ai? Mẹ vua chứ không nghĩa là mẹ tôi. Phải không? Nhưng mà mẹ vẫn khiêm nhường. Xin vâng, này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Tôi là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Và mời anh chị em chúng ta vào trong chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời ngày hôm nay 25 tháng 3 để chúng ta nghe chia sẻ về lễ truyền tin nha. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại với ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay. Lời Chúa bài đọc 1 ở trong sách Sáng Thế chương 17 câu 3 đến câu 9. Xin chúc mừng tất cả những người nhận Đức Mẹ làm bổn mạng. Xin cho mọi người được luôn luôn có tinh thần của mẹ, khiêm nhường để được tràn đầy ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Bài trích sách Sáng Thế. Khi ấy ông Abraham cúi rạp xuống, Thiên Chúa phán với ông rằng: Phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi, ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Ngươi sẽ không còn gọi tên là Abraham nữa, nhưng là Abraham, vì ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua Chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Do đó, ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Canaan, làm sở hữu vĩnh viễn, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thiên Chúa phán với ông Abraham:
phần ngươi hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp: giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm thanh nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hỡi anh em, dòng dõi Abraham tôi tớ Chúa, con cháu Jacob được Người tuyên chọn. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi, như lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. Đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thể cùng Isaac. Tung hô tin mừng. Ngày hôm nay anh em chớ cưng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, câu 51 đến câu 59. Gioan 8, 51 đến 59. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy, thế mà ông lại nói ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha ông chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết, ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người, còn tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném Người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Anh chị em có coi phim Con Ma Nhà Họ Hứa chưa? Mấy người cứ hỏi nội dung cái phim như thế nào, bảo tôi cũng đã coi đâu, nhưng mà tôi chỉ thấy cái tựa đề thôi. Từ một danh từ chung thì tôi đổi thành cái từ riêng, tôi đổi thành từ chung. Tôi đoán là Con Ma Nhà Họ Hứa, tức là một dòng họ tên là Hứa. Ví dụ Hứa Văn Lèo hay Hứa Văn Quậy hay là Hứa Văn gì đó, Hứa Văn Châu hay Hứa Văn gì đó. Tôi không biết là nội dung của phim như thế nào, tôi chỉ lấy cái từ Hứa đó, viết hoa tôi viết thành chữ thường là Con Ma Nhà Họ Hứa. Cái là những người hứa gì? Hứa Văn Lèo, Hứa Văn Quậy, Hứa Văn Xuông, toàn Hứa Lèo, Hứa Quậy, Hứa Xuông, gọi là Con Ma Nhà Họ Hứa. Có anh hăng hái nhiệt tình lắm, lúc nào cũng bảo cha, nào cha muốn làm ốc đảo lòng thương xót cho gọi con, còn sẵn sàng hỗ trợ 100%. Có một hồi thấy im rõ và rõ, tôi nói sao rồi, cái lời hứa của anh sao rồi? Bảo con tưởng cha quên rồi chứ. Bảo tôi không quên, tôi sợ anh quên tôi nhắc. Xong rồi tôi nói là anh đừng có làm Con Ma Nhà Họ Hứa nhé. Bảo thưa cha, con không đóng phim vai chính, con đóng vai phụ Con Ma Nhà Họ Hứa thôi. Đóng vai phụ thôi. Tôi mỉm cười, tôi bảo anh đóng vai phụ tôi cũng chết rồi chứ đừng nói anh đóng vai chính. Tại vì cuộc đời chúng ta nhiều khi mình hứa nhiều mà mình không có thực hiện bao nhiêu. Nên là chúng ta trở thành Con Ma Nhà Họ Hứa là vậy. Mà chính bản thân tôi thấy chính mình là đã từng là tu sĩ, có lời khấn, là linh mục, có lời hứa. Nhưng mà thực sự mình có giữ lời hứa đó không? Mỗi ngày, nhất là khi xin tội, đấm ngực xét mình: lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội thì con không đứng vững được.
Nếu Chúa chấp tội thì không bao giờ con có thể làm linh mục, và không bao giờ mà con có thể được cứu độ. Vì con luôn luôn là đóng cả vai chính lẫn vai phụ. Vai nào con đóng, vai con mà nhà họ hứa. Con hứa với Chúa mà con chẳng giữ lời. Những lần mình phạm tội, những lần mình lỗi ước quên thề, những lần mình chạy theo danh vọng, tiền tài, chức vụ, địa vị mà quên mất Chúa, mình đã đóng vai chính hoặc vai phụ trong con ma nhà họ hứa mất rồi. Còn riêng Chúa, Chúa gieo ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Câu đáp Thánh Vịnh 104: gieo ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Và bài đọc 1, chúng ta nghe Chúa nói với Abraham rằng: phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi, ngươi sẽ làm cha của phố vua số dân tộc, vân vân và vân vân. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi miền đất này, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thiên Chúa phán với Abraham: phần ngươi hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúa đơn phương ký giao ước vĩnh cửu với Abraham và dòng dõi của ông. Và Chúa mời gọi Abraham: phần ngươi hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Hãy giữ giao ước là ta là Chúa của ngươi, ngươi là dân ta. Ngươi nghe lời ta và giữ lời của ta. Giao ước mà dân Do Thái thế hệ sau này có những người nào giữ giao ước đó hay không? Và anh chị em mình, khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội, mình làm con của Chúa, anh chị em có nhớ ba lời thề từ bỏ và ba lời hứa xin tin không? Anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Thưa con từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ và mọi việc của ma quỷ không? Thưa con từ bỏ. Em chị em có từ bỏ ma quỷ và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Thưa con từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là cha Đức Giêsu? Thưa con tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô? Thưa con tin. Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần không? Thưa con tin. Và anh chị em có tin kính giáo hội? Thưa con tin. Mình từ bỏ, mình thưa tin to không? Rất to. Hồi bé mình chưa biết gì, đến đã nhận bí tích rồi tội. Còn bé mà, bố mẹ bế mình đến dội nước rồi tuyên xưng là bố mẹ mình tuyên xưng. Rồi lớn lên mình học hỏi, mình hiểu biết, mình tuyên xưng. Và sắp tới đây này, hôm nay là tới thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay. Chủ nhật tới là Chủ nhật lễ lá, ngày 28 tháng 3. Ngày kết thúc 40 ngày chúng ta tĩnh tâm, bắt đầu từ thứ tư lễ cho 17 tháng 2. Và Chủ nhật lễ lá thì có thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh. Sau đó tới ngày thứ năm tuần thánh là lễ rửa chân, rồi Chúa Giêsu lập bí tích kinh thể, bí tích truyền chức. Ngày thứ sáu tuần thánh là tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Thứ bảy là vọng phục sinh. Và đêm vọng phục sinh đó, đêm thứ bảy đó, có nghi thức làm phép nước, rồi làm phép lửa, làm phép nước, rồi lập lại lời tuyên hứa, lời tuyên xưng, lời mà chúng ta thiết lập giao ước với Chúa khi đã nhận bí tích rửa tội. Giáo hội khôn ngoan, Thánh Chúa Thần soi sáng, để cho mỗi năm mình tự động mình nhắc lại, được kêu mời nhắc lại. Có bảo là con hồi đó bé biết gì đâu, biết gì đâu, hứa bố mẹ dắt đến, bố mẹ hứa chứ đâu, mình đâu có hứa đâu, mình giữ. Mình có thể mình lý luận như vậy. Còn bây giờ lớn rồi sao đây anh? Sao? Anh tính sao anh? Chà, gãi đầu gãi tai, con muốn giữ lắm mà nhiều khi nó cũng quên. Anh kia bảo con muốn giữ lắm mà nhiều khi ma quỷ cấm rỗ. Còn những chị kia bảo con muốn giữ lắm mà bạn bè nó rủ rê. Thế mình đủ mọi thứ, có 1001 lý do để mình lỗi ước quên thề. 1001 lý do mà Chúa thì vẫn kiên trì, cương quyết, nhẫn nại. Chúa đã lập ra giao ước thì muôn đời Chúa nhớ mãi. Ta là Chúa của ngươi, đến muôn đời không bao giờ gạt ngươi ra, trừ phi chính ngươi cắt
giao ước đó, đơn phương cắt hợp đồng, phải không anh? Hợp đồng của tôi ký hợp đồng là vĩnh viễn, nhưng mà anh đơn phương cắt hợp đồng. Rồi khi cắt xong rồi anh mai mốt anh ra, anh đói của anh lại quay lại cho em xin, bác cho em xin xin ký lại hợp đồng. Thì ký lại ký, ít bữa đó thấy bên kia ngon thứ lại chạy sang cái công ty khác, lại tự động đơn phương cắt hợp đồng. Ít bữa bên công ty kia nó phá sản lại qua lại, bác cho em xin. Biết bao nhiêu lần mình cứ đơn phương cắt hợp đồng, khi mình phạm tội, khi mình bỏ Chúa, khi mình chạy theo danh vọng, tiền tài, chức tước, địa vị, Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ. Luôn luôn anh cắt hợp đồng, nhưng mà anh nhớ công ty lòng thương xót luôn mở. Bất cứ khi nào anh muốn tái ký hợp đồng, chúng tôi đón chờ. Có công ty nào mà ngon như vậy không anh kia? Có công ty nào mà ông chủ ông dễ tính như vậy không? Anh muốn cắt, tôi xót xa, nhưng tôi tôn trọng anh, tự do của anh. Thấy anh đi mà tôi thương, như là ông bố thấy thằng con nó lấy tiền mà, nhớ không? Người cha nhân hậu dụ ngôn đó, nó xin tiền nó đi thì ông bố rất là thương và biết rằng tương lai nó sẽ như thế, nhưng mà vì yêu thương nó thì phải tôn trọng tự do của nó. Tình yêu mà không có tự do thì không còn là tình yêu. Ta vẫn nói là Thiên Chúa là tình yêu, thì Thiên Chúa vẫn cho con người có tự do. Vì nếu không có tự do thì không còn tình yêu nữa. Nhưng mà con người ta lợi dụng cái tự do của mình để trở thành người nô lệ, mà không biết lại tưởng rằng mình mới là con người tự do. Khi ra khỏi nhà bố nó nghĩ rằng nó tự do, một vùng trời tự do. Bây giờ ta tự do muốn làm gì thì làm, muốn tiêu gì thì tiêu. Nhưng mà lúc đó nó đang đi vào nô lệ của chính nó, và nó không biết. Khi mình phạm tội, mình là nô lệ, là tay sai của ma quỷ. Mình không biết, tao có quyền, tao muốn làm gì tao làm, tao muốn bắn thằng nào tao bắn, muốn giết nào tao giết. Bảo mình là người tự do, không, mình đang nô lệ cho chính cái tôi của mình, cho cái quyền lực của mình. Anh chị em thấy không ạ? Mà mình không biết. Mà Chúa thì vẫn cứ yêu thương, vẫn đợi chờ. Giao ước ta đã lập muôn đời nhớ mãi. Công ty LTS vẫn mở cửa nha. Anh ký hợp đồng rồi, tôi lại nhận. Một bữa anh lại đơn phương bỏ hợp đồng, anh lại chạy theo. Ê thằng Sum ở đâu rồi? Thắng ở đâu rồi? Nó mới xin làm thư ký, thằng làm bảo vệ, thằng thư ký đâu rồi? Còn cái con Hà nó xin làm nấu bếp ở đâu rồi? Ông chủ ơi, mấy tụi nó bảo bên kia ngon hơn, nó chạy hết sang bên kia rồi. Nói nó đi, không được đâu. Ta đây là trùm của tất cả các công ty mà. Ta biết mánh lưới của công ty khác, không có thằng nào như ta đâu. Nó kêu bên ngon hơn mà thì nó cứ đi đi. Nhưng mà nhớ nói với nó nha, nói với con hàng Sum với thằng Thắng với con Loan Phụng như là rời công ty LTS. Đơn phương nó rút lui khỏi công ty LTS, tự nhiên rút tên khỏi nhóm. Nhưng mà lúc nào công ty LTS cũng mở cửa, cứ búng cái S nhập nhóm mà là vô lại, cứ đưa cái đơn lại để lại ký lại đồng. Ông Đạt thân tàn ma dạy, con ấy trở về cùng Chúa, Chúa ơi, con ấy trở... Sao? Công ty đó làm ăn khá không? Tiêu rồi ông chủ ơi. Nó cho mày ăn gì không? Cám còn chưa có mà ăn. Lúc nhớ, lúc đi nó nhớ tôi nói gì mà có, vì nhớ rồi mới quay về đâu ông chủ. Ông chủ bảo cái nào mà mua hết, cái nào không chỗ làm cứ đem vào đây ông chủ cho nhận tiếp. Đây, mặc quần áo đẹp vào, đây ngồi vào đây, ký, lại ký tiếp. Tình tên, tình tên, có mỗi một điều, Chúa ơi, có mỗi một điều là con xin, là con xin Chúa ở trong thánh điện Ngài, được ở trong thánh điện Ngài. Mà hát phấn khởi lòng, có mỗi một điều xin ở trong thánh điện Ngài thôi. Tuần sau thấy ngoài kia nó chơi vui quá, lại leo rào, leo rào. Đơn phương cắt hợp đồng nữa, lại leo rào nữa. Đạt ra rồi, nó leo rào rồi ông chủ ơi. Khổ quá. Cửa chính thì nó không đi, nó leo rào làm chi, lỡ nó té rồi sao? Nó sợ đi cửa chính ông chủ không cho. Có bao giờ ta không cho nó đâu. Cửa lúc nào ta cũng mở, thằng nào muốn vô, nào muốn ra thì ra. Cái cửa lời thời sớm không bao giờ khép, không bao giờ đóng lại với ai cả. Nhưng mà nó không có tin. Nó không tin là ông chủ lại rộng lượng như thế, cho nó leo rào vào đằng sau nhé. Mà cắt điện đi nhé, cắt dây điện đi chứ đừng có để nó leo rào điện, nó chết tội nghiệp nó. Nó đáng cái đời nó đi. Bao nhiêu lần rồi đơn phương cắt hợp đồng, ông chủ cứ thương nó mãi rồi nó lợn mặt. Không, nó đi ra ngoài kia nó đói, nó khổ, đã đủ hình phạt cho nó rồi. Chứ không phải là nó lợn mặt.
không lên mặt được ta đâu. Vì nó đi ra ngoài nó đói, nó khổ, nó khát, nó bị người ta đối xử không ra cái gì, đã là hình phạt rồi. Đã là hình phạt rồi. Đừng có gắn dây điện vào hàng rào nha, nó té tội nghiệp nó. Rồi mai mấy cái cọc nhọn nó cắt đi, nhớ nó leo rồi lòi ruột ra, nó té lòi ruột ra. Bảo nó cửa ta cứ mở đó. Nó muốn đi ra lúc nào nó đi, muốn vô lúc nào nó vô, nhưng nó phải ký lại hợp đồng, phải qua bí tích giải tội để thú nhận tội lỗi của mình, để lãnh nhận ta tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, còn ký hợp đồng lại. Thế chị em thấy sướng không? Một cái công ty nào trên cõi đời này mà luôn mở công ty lờ tờ sờ, lòng thương xót, vô đó ai cũng như ai, tùy khả năng mỗi người, muốn chức vụ nào thì anh thấy anh làm được cái gì anh cứ làm, anh thấy anh làm được gì anh cứ làm, tôi cho anh khả năng bao nhiêu thì anh làm bấy nhiêu, thế thôi. Tôi không đòi cái gì vượt quá khả năng của anh, mà cũng không cho phép anh là anh có 10 mà anh chỉ làm 1 cũng không được phép. Vô đây mọi người, tôi gọi là cái gì đó, đúng là một đất nước mà mọi người làm theo khả năng mà hưởng theo nhu cầu. Anh không ganh tị với anh kia. Tôi có làm 10 mà ăn có 1, sức ăn anh nữa thì anh ăn đi, ăn cố xong rồi đau bụng quá, tôi đã nói anh rồi mà. Còn thằng kia nó làm ít mà nó khỏe, nó ăn nhiều, kệ nó, chuyện của nó. Sao anh cứ đi rình như nhau, người ta ăn nhiều ăn ít vậy, coi như ăn bấy nhiêu đi, ăn thoải mái. Nhưng mà ăn nhiều đau bụng sao? Cái anh này anh tham vừa chứ. Thì ăn ít đi lại thèm lại tức. Cái như vậy thì công ty lời tại sao không có những con người như vậy anh à? Anh có quyền lựa chọn. Vô đây bình đẳng, yêu thương, phục vụ. Còn nếu anh không chấp nhận công ty này thì mời anh tự động đơn phương ký hợp đồng, lại đi nữa, ừ tao đi chỗ khác. Đi xong ít lâu về rồi sao? Con nay trở về cùng Chúa ơi. Sao cái này già lão quá vậy? Cái nó đối xử ác quá. Nó nói thì hay lắm mà vô đó thì không thấy hay tí nào. Nó toàn là hứa không. Hứa vô đây làm đủ hết mọi cái, vô làm xong cái vô chồng của nó lấy còng xích cái cổ mình lại rồi, lọt vô chồng nó không đi đâu thoát. Làm nô lệ cho nó. Rồi sao thoát được? Trời ơi, phải ăn gầy đi để mà lọt qua cái lưới. Cái cửa nó cỡ này phải ăn gầy lại, nhịn ăn 30 ngày mới chui lọt qua được về đến đây. Sống sót trở về. Thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta, tôi cứ ngồi tôi lẩn thẩn tôi nói về vậy, anh chị em có thấy vui không? Thế Thiên Chúa của mình có là một ông chủ quá tuyệt vời không? Mà Đức Giê-xu nói cái điều đó người ta lại không tin. Thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chúa nói về cái chết về phần linh hồn. Nhưng mà người Do Thái thì bây giờ tôi biết ông bị quỷ ám. Vì Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng chết. Vậy mà ông nói ai giữ lời tôi sẽ không bao giờ phải chết. Khổ, cái lòng dạ con người nó xấu. Cứ nghĩ cái gì nó cũng xấu. Cái đầu nó tối đen, nó nghĩ cái gì cũng tối đen. Mà nó chỉ nghĩ đến vật chất thì mở miệng nó là vật chất. Nó thuộc về thế gian này thì nó nói chỉ những sự thuộc về thế gian này thôi. Nói sự trên trời nó có hiểu đâu. Cứ nói chết là nó bỏ chết, cũng nghĩa là nhắm mắt lại không thở nữa là chết. Còn nó đang cười cười đấy, đang ăn chơi khề khà đây, nó bảo nó vẫn đang sống. Nó bảo sống là như vậy, sống là còn thở, chết là hết thở. Nhưng mà nó đâu biết rằng là, đâu biết rằng là sống chết đâu phải chỉ có nghĩa là còn thở hay hết thở. Nhiều khi mình vẫn thở mà mình đã chết. Nhiều khi mình tắt thở là mình bắt đầu bước vào cuộc sống mới. Nó không biết như vậy. Mà đã không biết thì thôi. Ta bảo là biết thì thưa thốt, mà không biết thì dựa cột mà nghe. Nó không chịu dựa cột. Đã vậy nó còn tỏ ra nó là biết, và nó còn kết án những người biết là ông bị quỷ ám rồi. Đó là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần đấy. Cho những việc của Thiên Chúa là những việc của ma quỷ. Có nghĩa là họ cố chấp, họ không muốn tha thứ, không cần tha thứ, không cần Thiên Chúa thì nó gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Không tha được có nghĩa là họ không muốn tha, chứ không phải Chúa không tha được. Chúa không tha được là vì Chúa yêu thương họ, mà Chúa yêu thương họ thì Chúa phải tôn trọng tự do của họ. Nó muốn tha thì ta tha, còn nó muốn không tha thì làm sao ta tha được. Anh đang bị chìm dưới nước, đưa tay lên. Đưa tay lên, đưa tay lên, tôi nắm tôi kéo lên cho. Mà lỡ đưa tay lên rồi ông không kéo lên thì sao?
không muốn, không tin. Thôi tôi ở dưới chết, cứu tôi với, thì đưa tay ra đây. Ông nhảy xuống đây với tôi. Kìa, không tin ta, đưa tay đây, ta kéo lên cho. Nó không chịu đưa tay. Chúa cũng đành phải tôn trọng tự do của nó thôi. Thế không ạ? Nó dám đổ cái công việc của Chúa Giêsu là của ma quỷ mà. Ông bị quỷ ám rồi. Mình mà ghét ai mình hay bảo cái đồ quỷ ám. Còn những người mà ghê gớm mình đồ quỷ sứ. Phải không? Nếu nào mà nó không bình thường bảo đồ quỷ ám thì nó cho Chúa là quỷ ám. Thì còn cái gì nữa không thưa anh chị em? Đức Giêsu nói: Tôi bảo thật các ông, trước khi có Abraham thì đã có tôi vì tôi hằng hữu. Họ cũng không hiểu được mầu nhiệm nhập thể. Vì Thiên Chúa ngôi ba, Thiên Chúa có ba ngôi, ngôi Cha, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Và ngôi thứ hai là Con Thiên Chúa Cha. Chúa Cha đã trao phó cho chúng ta người con yêu quý ấy để xuống làm người như chúng ta. Làm người là chấp nhận mọi thứ như con người, chỉ trừ duy nhất là không phạm tội. Mà đã làm người thì phải có giới hạn trong không gian và thời gian. Đã làm người thì phải có cha, có mẹ, có quốc tịch, có ngôn ngữ, có đủ mọi thứ như là một con người. Thì Đức Giêsu trong thân phận làm con người, Đức Giêsu khi mà Ngài xuống thế làm người thì Ngài chỉ có thời gian ở trần gian này là 33 năm mà thôi. Và khi Đức Giêsu đang nói với họ thì tuổi cũng 30, 31, 32, 33. Thí dụ như thế. Mà bảo là ông mới chưa đến 50 tuổi mà ông thấy Abraham sao? Mà Giêsu nói rằng trước khi có Abraham thì đã có tôi, đúng không? Vì Ngài là Thiên Chúa. Nhưng mà người Do Thái không nhìn nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, cũng không nhìn nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Họ chỉ cho rằng Đức Giêsu là một ông tiên tri nào đó mà thôi, một người bình thường như bao nhiêu người khác mà thôi. Cho nên họ không đón nhận lời của Chúa. Và vì thế mà họ lượm đá để ném Chúa. Anh chị em thấy không? Càng ngày cái mâu thuẫn nó càng lớn. Càng ngày cái sự cố chấp nó càng nặng. Và càng ngày càng thành kiến nó càng làm cho người ta xa cách Thiên Chúa. Tìm cách giết Chúa. Cho Chúa là quỷ ám. Và hôm nay thì lượm đá mà ném Chúa. Vì Chúa nói sự thật. Đáng lẽ ra sự thật giải phóng con người, mà vì con người cố chấp cho rằng mình mới là sự thật, chứ không nhìn nhận sự thật từ Thiên Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người cứ xưng mình là sự thật, là tiếng nói sự thật, là bảo vệ sự thật, mà tách rời khỏi giáo hội thì sự thật nó nằm chỗ nào? Mà không tuân theo kỷ luật của giáo hội, không tuân theo giáo huấn của giáo hội thì kỷ luật nó nào? Thì sự thật nó nằm ở chỗ nào? Mình là tiếng nói của sự thật mà mình lại phủ nhận chính nguồn gốc sự thật là Đức Giêsu. Đức Giêsu thiết lập giáo hội và những người có trách nhiệm trong giáo hội là người Đức Giám Mục gọi là thầy dạy sự thật. Mà mình không tuân theo Đức Giám Mục là thầy dạy sự thật thì mình là tiếng nói sự thật, nghĩa là sao? Và những nhiều người khác bị hóa mù vì sự thật mất lòng. Cho nên người ta nghe theo cái mà người ta hài lòng, cái người ta vừa lòng, cái người ta nghe người ta khoái tai, kéo nhau nghe theo và xưng là tiếng nói của sự thật. Mà chính cái đó mới đưa người ta đến diệt vong, ra ngoài giáo hội. Chống lại sự thật là chính Đức Giêsu. Vì Đức Giêsu nói rằng là nếu tôi tôn vinh chính mình thì vinh quang của tôi không là gì cả. Nhớ câu đó. Tự xưng mình là thế này, tự xưng mình là thế nọ, tự xưng mình là thế kia thì mình không là gì cả. Tự xưng mình là tiếng nói sự thật, tự xưng mình là Con của Thiên Chúa Cha, tự xưng mình là người được Đức Mẹ mà khải, người được thế này được thế kia thì không là gì cả. Vì chúng ta thấy tất cả những người mà được Chúa Đức Mẹ hiện ra và mà khải thì rất khiêm nhường, như Đức Maria mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay lễ truyền tin. Mẹ được thụ thai Con một Thiên Chúa là mẹ Thiên Chúa, mà mẹ chỉ nói tôi chỉ là nữ tỳ, tôi chỉ là tôi tớ. Còn mình xưng là mình là Con của Chúa Cha, mình là Con của Chúa Giêsu, mình là nữ thần này kia, được Thiên Chúa mà khải. Cho nên nói dạy dỗ người khác, kìa,
đọc lại đi, trong lịch sử giáo hội có vị thánh nào mà được Chúa Đức Mẹ hiện ra mà dám xưng mình như vậy không? Có vị thánh nào mà được Chúa và Đức Mẹ hiện ra mà tách khỏi giáo hội không? Có vị thánh nào mà được Chúa Đức Mẹ hiện ra mà là không vâng lời giáo huấn của giáo hội không? Có hay không? Chị em phải suy nghĩ cho nó đúng đi chứ. Đừng có để cho những cái chân lý mà không phải là chân lý, mà cứ nhận là chân lý, nó làm cho anh chị em bị đi vào cái lầm lạc đó. Đức Giêsu nói, nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha của tôi. Đấng mà các ông gọi Thiên Chúa, gọi là Thiên Chúa của các ông đó, các ông gọi Đấng ấy là Thiên Chúa của các ông, mà Thiên Chúa ấy lại chính là Cha của tôi. Nếu các ông không biết người, các ông thì các ông không biết người. Gọi Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa mà có biết Chúa là ai đâu. Còn tôi biết người. Nếu mà tôi nói tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Các ông không biết Thiên Chúa, mà các ông nói rằng các ông biết Thiên Chúa vì các ông là kẻ nói dối. Tại sao? Vì nếu các ông biết Thiên Chúa thì các ông phải biết rằng Thiên Chúa đã sai tôi đến trần gian này. Tôi là con một Thiên Chúa đây. Các ông biết Thiên Chúa mà lại không biết con Thiên Chúa là sao? Hả? Cho nên các ông là kẻ nói dối. Mà nếu tôi bây giờ tôi cũng không nói rằng tôi biết Thiên Chúa thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Cho nên dù các ông có liệm đá ném tôi, dù các ông có tìm giết tôi thì tôi vẫn xưng tôi là con Thiên Chúa. Tôi biết Thiên Chúa và tôi không làm gì ngoài ý của Cha. Cha nói sao thì tôi nói vậy, Cha bảo sao thì tôi làm như vậy. Vậy là phạm thượng và là phải giết. Ông muốn giết thì giết, nhưng đây là sự thật thì tôi phải nói sự thật. Ông cứ xưng ông là con biết Thiên Chúa mà ông lại không nhận biết tôi là sao? Ông xưng ông là con của Chúa Cha mà ông lại không biết Chúa Giêsu con của Chúa Cha là sao? Mà ông xưng ông là con của Chúa Cha mà ông lại không nhận giáo hội do chính tôi lập ra, Cha sai tôi làm mà ông không nhận thì là sao? Cho nên tôi không bao giờ nói dối. Có sao thì tôi nói vậy. Còn chính các ông là kẻ nói dối vì nói rằng biết Thiên Chúa mà không nhận biết tôi thì chính là không biết Thiên Chúa. Và không biết Thiên Chúa mà nói rằng mình biết Thiên Chúa là kẻ nói dối. Không biết mà bảo mình biết đó là nói dối. Mà biết mà mình bảo mình không biết cũng là nói dối. Nhớ, biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết. Biết mà bảo là không biết cũng là nói dối. Không biết mà dám bảo là biết thì lại là dối tợn hơn nữa, thưa anh chị em. Đức Giêsu dám nói sự thật. Tôi biết người và giữ lời người. Đó là dấu chỉ mình biết. Còn công bảo là không biết Thiên Chúa mà không giữ lời Thiên Chúa. Mà lời Thiên Chúa chính là lời tôi đang nói với ông đây, mà không giữ lời thì bảo biết Thiên Chúa là thế nào? Họ liền lượm đá ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Không làm gì được vì giờ ta chưa đến. Không phải là Chúa là nạn nhân của sự áp bức rồi Chúa muốn đánh đập, muốn đánh sao cũng phải chịu vậy, không cách nào khác. Nó bắt thì bắt, nó đánh thì đánh, nó giết thì giết. Không, giờ ta chưa đến. Ta chưa cho phép sự giữ, chưa cho phép quyền lực của ma quỷ làm gì, thì nó chưa làm gì được và không thể làm gì được. Em chị em phải xác tín vào điều đó. Tất cả những sự giữ, những cái gì mà khó khăn đang xảy đến là Chúa cho phép nó xảy đến, nó mới có thể xảy đến. Và đến để thử thách con người thôi. Ai bền đỗ đến cùng thì được cứu thoát. Amen. Con cứ ngỡ sao Chúa quay đi, nhưng thực ra Chúa đang đòi nhìn đến con cứ ngỡ sao Chúa lại xa con, nhưng thực ra Chúa đang rất gần con. Chúa luôn đồng hành với con, mọi sương vui hay khi sầu tê tái.